Lâm mến chào quý vị của đài Lido Sài Gòn TV đang trực tiếp xem. Hôm nay là ngày bắt đầu bước vào cuộc thi của Miss Việt Nam Beauty International 2017. Phải nói là lần này là Thảo Lâm đầu tư rất là hoành tráng, cũng giống như là có một sự chuẩn bị rất là kỹ. Và kế bên đó là nhờ có sự hỗ trợ đặc biệt của anh Chí Quang. Anh Chí Quang đã từ Việt Nam sang qua đây để mà hỗ trợ cho Thảo Lâm về với anh Huy Khiêm, nhiếp ảnh gia Huy Khiêm, cũng là một người anh để mà hỗ trợ cho Thảo Lâm lần này. Thì trong cuộc thi lần này đó là có rất là nhiều tiết mục chương trình, phải nói là hay, anh Quang ha. Thì cũng giống như là có vở kịch, giọng cổ, ca nhạc, hoa hậu, fashion show. Nói chung là tổng hợp lại tất cả. Thì xin mời anh Trí Quang có thể là phát biểu cho quý vị nghe. Kính thưa quý vị, chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì chương trình Hoa hậu Miss Việt Nam Beauty International sẽ bắt đầu. Và bây giờ, hiện tại bây giờ tại sân khấu, bây giờ với một cái không khí nói chung là đang ráo riết tập dượt là từng các tiết mục, ngoài các phần catwalk của tập catwalk của tất cả các thí sinh. Bên cạnh đó thì các ca sĩ cũng như là các diễn viên cùng với lại tất cả ekip này nọ đang chuẩn bị ráo riết để cho một chỉ còn vài tiếng nữa thôi là chương trình sẽ bắt đầu, cho nên là mọi cái đều phải chuẩn bị thật là chu đáo. Và ngày hôm nay cho tới hiện tại bây giờ, để cần cho một khán giả mà tìm một chiếc vé để mà bước vào rạp cũng rất là khó nữa. Đây là một điều phải nói là thực sự rất là khả quan, và phải nói là giữa Trí Quang và Quý Khang và anh Khiêm, anh Kim cũng rất là mừng cho Thảo Lâm. Bởi vì đây phải nói là lần đầu tiên mà Thảo Lâm độc quyền đứng một mình để mà làm một cái chương trình như vậy. Và Trí Quang cũng như là tất cả mọi người ở đây sẽ chúc cho Thảo Lâm không chỉ là lần này sẽ thành công tốt đẹp, và sẽ rất mong là chương trình lần sau nữa sẽ chương trình sẽ hoành tráng hơn nữa. Và ngày hôm nay thì ngoài Trí Quang ra thì còn có đạo diễn Nguyễn Quý Khang, anh Kim và tất cả mọi người ở đây đều hỗ trợ cho Thảo Lâm rất là nhiệt tình. Bên cạnh đó thì anh Phạm Khanh là người cũng đã hỗ trợ về thông tin để mà đem đến những hình ảnh mới nhất tới cho tất cả quý vị khán giả. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ cho chương trình. Đó là cuộc thi Hoa hậu, còn bên cạnh đó là những tiết mục rất là đặc sắc của các ca sĩ và các diễn viên. Xin trân trọng kính chào.